Okay, so today we're doing U.S. ribeyes, corn on the cob, and potatoes. Bữa nay sẽ làm rib eye nướng, barbecue rib eye. Salt on the ribeye. Have some nice Himalayan pink salt. Himalaya salt. From Pakistan. Muối hồng. Pakistani salt. And we have Johnsonville garlic sausage and hot and spicy. Xúc xích đó là xúc xích Johnsonville, xúc xích nổi tiếng của Mỹ. Nó rất là ngon, ảnh hai cha con ảnh đều thích cái hiệu đó. Corn on the cob. Đó, cái corn's này là been cooking for 10 minutes with a spoonful of sugar. Yeah, lúc anh luộc bắp thì anh để đường vô đó rồi một xíu nữa sẽ anh sẽ làm với bơ. Đang chảy bơ với muối. Đấy. Bỏ bơ vô. Butter in. Bỏ bơ vô. Salt. Bỏ xíu muối vô. Black tiêu pepper. Đen. Rồi. Sốc. Melted butter. Sốc để cho nó tan bơ. Burner off and that can wait. Rồi, so xong một món. Rồi, bây giờ bắt đầu đi nướng. Ok, nướng mấy cái này. Còn đây là khoai tây nè. Nó, anh nướng khoai tây ở trong đó. Một xíu nữa, tối nay có món khoai tây nữa nha mọi người. Khoai tây and onion. À, khoai tây với lại củ hành trắng nướng ở trong đó. Bưng ra ngoài cho hai sếp. I'm coming. What my dish mine? This one your, this one, yes, okay. Another one, daddy. This one, daddy, why? Okay. Đó, hai cha con. Ok. Ok, một phút. Một phút. Con nướng thịt với cha hả? Nóng không con? Nóng. In nè mọi người. Nè con chào ông bà cô chú đi con. Rồi. Ok. Rồi, con thấy thú vị không? Con nướng thịt với cha thấy thú vị không? Mày vô mày lấy thì con ly nước đi. Rồi, để mình. Hey little man, what are you doing? Đừng có bắt cái đầu cha. Vậy đó. Bây giờ mình đi đuôi trở lại cho mẹ mình nha. Bữa nay cắt tóc đẹp trai luôn. Ok. Trời, cây vú sữa nè mọi người. Anh tỉa nè, đẹp chưa? Ok, I'm coming. Đến đây, đến đây. How you doing? Pretty good since you brought me my wine. Okay. Hàng rất là hồng rồi nha mọi người. Rồi, bây giờ anh chuẩn bị để thịt lên đây. Cái lò này là anh tự xây nè mọi người. Đâu đây? Đó. Thịt vô. Một miếng. Hai miếng. Hai miếng ribeye với lại xúc xích. Rồi anh đậy nắp lại xíu. Wow. Strong fire. The fire too strong, honey. Woo! Oh, trời ơi, nhìn ngon quá nè. Đó, rồi. Con trai con đói bụng chưa? Hả? Are you hungry yet? Trời ơi, hấp dẫn gì đâu luôn á, ông ơi, đói bụng thích. Còn tươi, còn hơi hồng hồng á. Không phải. Medium. Medium. Okay, good. Good for you. Yeah, that's what I like. That's how I like. I like good for you. Tại vì mình thích là đanh khúc ảnh cho nó thích đanh khúc. So nice. Hey, what are you doing, man? Ăn vụng nữa ha. Oh, remind me of home. Remind you of home. Yeah. Nhắc ảnh nhớ nhà. Làm cho ảnh nhớ, nhớ quê hương. Tại vì cái này là bò Mỹ. Cái này cho nó nóng, giữ nóng. Trong lúc là mình làm salad với lại ảnh nướng thêm khoai tây. Rồi, cái này là salad nha. Rồi, cái này mình xài cái này cho nó gọn đi. Cái này có khế nè mọi người. Mày có mấy miếng khế, khế này khế chua nè. Rồi xong hai món rồi. Giờ còn đợi món khoai tây nữa là mình ăn được rồi đó. Ok. Rồi bây giờ anh để phô mai lên. What kind of cheese this honey?
Parmigiano Reggiano. Parmesan. For my Parmesan. Look at that. Woo! Woo! Wow. Oh, wow. Okay. Like some on the potatoes? Oh, sure, if you want to. Anh hỏi để lên khoai tây thôi. Bây giờ bữa ăn đã sẵn sàng rồi nha mọi người. Sit down please, honey. Okay, in. Con đói bụng không con? Đói. À, con đói dữ không? Hồi sáng giờ có ăn uống gì đâu. Đói ăn hả? Sáng không mà. Rồi con. Thử coi cha nấu ngon không nè. Try. Dạ. Rồi. Con thử cái steak nha. Nè con thử miếng steak này trước đi, con ngon không nè. Ừ, con tự ăn nhưng mà giờ con thử coi ngon không, nói cho mẹ nghe coi. Con biết ngon rồi. Teriyaki. Oh, nước sốt teriyaki nè. Đó, cái sốt đó đó. Em thích sốt đó đó. Japanese soy sauce. Japanese soy sauce, nước tương Nhật. Yo. Yo. Okay, have a nice meal. Okay, Ian, have a nice meal. And welcome to my world. Ah, chào mừng đến với thế giới của tôi. Anh nói khoai tây này ngon lắm. Not good, I said fantastic. Không phải ngon mà là rất là ngon. Okay. Tôi Ian lớn rồi, Ian tự ăn rồi, mẹ không có đút nữa. How that corn? That corn is good. Mama, mm. Bắp cũng ngon nữa. Trời ơi. Yeah. Good. Girl, what you doing? You put this on there? Tomato? Oh yeah. Cà chua mà cái đầu cho cái rốn á cũng không chịu, nó để lên đó cũng không chịu nữa. Để như cái gì mẹ? Cái đầu cà chua con, cái cuốn cà chua á, chỗ mà cái cuốn á. Wow. Look good ha. Ian thì lúc nào Ian cũng thích xúc xích hết trơn á, đặc biệt là xúc xích này nè. Johnson View. Không, đặc biệt là xúc xích lệ đường. Xúc xích lệ đường. Xúc xích trước cửa trường học hả? Cha với mẹ đâu có cho ăn xúc xích trước cửa trường học đâu. Mẹ không có muốn cái gì hết. Con muốn chấm nước tương không? Cái đó là vị tự nhiên của thịt bò đó con. Mà cô chú video sao? Rồi, bye bye. Bye. Ok. Say bye bye everyone, honey. Thank you. Thank you. Cảm ơn bye. Kìa. Ngủ ngon. Ngủ ngon. No, not ngủ ngon. Xin chào quý khách, chuột quý khách. Ngon miệng, ngon miệng. Rồi. Tạm.